Đây là một trong những cách có thời gian thu hoạch hành ngắn nhất. Để mình mở lên cho các bạn xem. Rễ hiện bây giờ đang rất là nhiều. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách trồng những củ hành tím như thế này vào nước với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Làm thì mình sẽ chuẩn bị là dao đục giấy như thế này và các bạn cắt phần trên đây. Khi các bạn cắt như thế này sẽ góp phần giúp cho củ hành rất là mau ra rễ và nảy chồi hơn, vì nó sẽ kích thích cái quá trình nảy chồi đó các bạn. Và chúng ta sẽ bỏ những cái vỏ ở bên ngoài như thế này. Tất cả những củ hành còn lại các bạn đều làm giống như vậy. Đây các bạn, các bạn chuẩn bị sẵn những cái hộp như thế này để làm chậu. Chúng ta sẽ khoét những lỗ tròn trên đây như thế này đây các bạn. Và các bạn tiến hành khoét hết những lỗ còn lại. Sau khi những củ hành các bạn đã cắt ra xong như thế này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trồng. Chúng ta cho nước vào chậu. Và các bạn đặt từng củ hành vào. Rất dễ các bạn ạ. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và khi các bạn trồng trong nước như thế này thì trong khoảng thời gian chừng 2 tuần lễ là các bạn đã có được chậu hành sạch ăn tại nhà, rất là tuyệt vời. Và chúng ta cũng không cần phải thay nước nữa. Nhưng mà khi nước trong chậu bị vơi đi á, các bạn sẽ tiến hành chăm thêm để giúp cho chậu lúc nào cũng đầy nước hết á. Và chúng ta chỉnh sửa lại cho cái phần mặt cắt hướng lên trên. Các bạn nhớ để ở nơi nào mà mát có ánh sáng, đừng có để nơi nắng gắt nha các bạn. Sau 3 ngày tiếp theo, những củ hành chúng ta trồng trong nước đang phát triển rất tốt. Các bạn xem, trên mặt cắt những chồi non đã nhú lên. Và mức độ thì tùy thuộc vào độ mạnh yếu khác nhau của từng củ hành. Ở dưới chậu thì rễ đang bắt đầu có xuất hiện đây. Để mình mở lên cho các bạn xem. Các bạn xem nè. Vậy là chỉ sau 3 ngày thôi, những củ hành của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện rễ rồi. Và quá trình hút nước này diễn ra rất là nhanh các bạn ạ. Do đó khi các bạn trồng trong chậu như thế này thì các bạn cũng phải lưu ý là chúng ta nên bổ sung nước thường xuyên. Đừng có để cho nước ở trong chậu bị ít đi quá thì cây hành sẽ khó phát triển. Thì tùy vào độ mạnh yếu khác nhau của từng củ. Thì có củ thì các bạn thấy nè, lên rễ tráng rất là tốt. Và ở trên mặt cắt thì cái chồi non nó lên cao hơn một tí. Thì tương lai là những củ này sẽ phát triển sớm hơn và nảy chồi mạnh hơn so với những củ khác. Để mình lấy thêm một củ nữa cho các bạn xem nè. Thì đối với những củ như thế này, mặc dù đã có rễ rồi, nhưng mà các bạn xem, trên mặt cắt vẫn chỉ mới nhú lên ít thôi. Các bạn kiên nhẫn chờ đợi thì trong khoảng thời gian ngắn nữa, tất cả những củ hành này sẽ đều lên hết nha các bạn. Và chúng ta tiếp tục để ở nơi mát có ánh sáng. Sau 5 ngày tiếp theo, những chồi non trên củ hành đã phát triển tương đối tốt và lá thì rất là xanh. Có những củ khỏe thì lá đã dài lên. Và có những củ yếu hơn thì chồi non đến thời điểm này vẫn chưa nhú nhiều nha các bạn. Còn dưới chậu thì rễ đã dài hơn được một tí rồi nè. Và các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi thì trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tất cả những củ hành này sẽ đều lên chồi và phát triển tốt. Và nước mình dùng để trồng hành là nước máy bình thường nha các bạn. Do lúc chúng ta trồng á, các bạn gỡ cái lớp vỏ ở bên ngoài củ hành. Do đó, đến thời điểm này, các bạn xem nè, nước ở dưới chậu của chúng ta vẫn còn rất là trong. Đây. Và cũng không cần phải thay nước gì cả nha các bạn. Đây là khoảng thời gian sau 3 ngày tiếp theo. Tất cả những củ hành chúng ta trồng trong nước đều đã phát triển rất là tốt. Các bạn xem, lá rất là xanh. Và đến thời điểm này thì hầu như tất cả những củ hành đều đã nảy chồi hết luôn nha các bạn. Do đó khi chúng ta trồng trong nước như thế này, các bạn cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Và đây là một trong những cách có thời gian thu hoạch hành ngắn nhất và giúp cho các bạn sẽ có hành ăn nhanh nhất. Để mình mở lên cho các bạn xem.
Rễ hiện bây giờ đang rất là nhiều. Và khi rễ như thế này thì mức độ hút nước rất là cao. Do đó các bạn nhớ thường xuyên bỏ nước vào chậu để giúp cho những cái lá hành trên đây không bị héo. Và đến thời điểm này các bạn có thể lựa chọn những lá hành nào to và dài, chúng ta có thể cắt để thu hoạch dần được rồi. Và chỉ sau khoảng 2 đến 3 ngày nữa thôi thì chậu hành của chúng ta sẽ dày hơn và các bạn sẽ thu hoạch được nhiều hành hơn nha các bạn. Và đây là thời điểm sau 3 ngày tiếp theo. Những củ hành chúng ta trồng trong nước không cần đất thì các bạn xem nè, lá đang rất là xanh và chậu hành của chúng ta đã dày lên. Những cây hành cũng đã dài hơn rất là nhiều các bạn ạ. Vậy là tính từ lúc chúng ta bắt đầu trồng cho đến thời điểm này là chỉ khoảng 2 tuần thôi nha các bạn, là chúng ta đã có được chậu hành sạch tại nhà, rất là đơn giản và tuyệt vời. Dưới chậu thì các bạn coi nè, rễ hiện giờ đang mọc lên rất là nhiều. Và trong suốt quá trình trồng thì mình không hề thay nước nha các bạn, chỉ chăm thêm nước thôi. Các bạn xem đây, tất cả những củ hành đều đã phát triển đồng đều và rất là tốt luôn. Và trong quá trình trồng thì mình cũng lưu ý là những cái lớp vỏ như thế này nè, nó chính là cái nguồn dinh dưỡng để nó giúp cho những cái chồi non trên cây hành phát triển tốt hơn. Do đó các bạn đừng có gỡ ra. Và đến thời điểm này các bạn có thể sử dụng những lá nào mà to và dài, chúng ta có thể thu hoạch được rồi nha các bạn. Để mình mở lên cho các bạn xem. Rễ ở dưới chậu đang mọc lên rất là nhiều. Và với cách trồng đơn giản như thế này thì sẽ giúp ích cho những bạn nào không có thời gian rảnh, mình vẫn sở hữu được những chậu hành sạch ăn tại nhà rất là nhanh. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách trồng hành trong nước không cần đất với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Chỉ sau khoảng 14 ngày thôi là các bạn đã sở hữu được chậu hành sạch tại nhà, rất là tuyệt vời và đơn giản. Và video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.